Nó ra trứng để nó chạy. Ủa, đây. Nó ra trứng đấy. Nôn này, nó nôn ra rồi. Nó chạy à? Đấy, nôn ra rồi. Mọi người ạ, à, cái giống rắn này đấy nó đang ăn mà. Ui ra rồi. Thế nào? Nó đâu? Nó kìa. Đâu đâu? Đâu? Ôi, nó chui vào trong đây, hẳn trong đây rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Đài 87 nhá. Thì hôm nay anh em mình đang đi săn đây. Thì Con gì? Ui, rậm như này thì chú vào sao được? Có chú được vào không? Rậm lắm. Để luôn trên này trên kia. Tìm đi. Ui, ở trong này có cái hốc đẹp chưa? Ui, chui vào thử nào. Chui vào tìm này, nó rúc. Có lần nó rúc vào trong này đấy. Mày chạy ra lấy thuồng cho các anh. Ui, nó rúc vào đây, rậm rậm như này là nó chỉ rúc vào đây thôi. Tìm kỹ đi. Nhìn nó đẹp chìm. Đẹp cực. Thế yeah. Nó đỏ tí tiếng. Ui. Gan tiếng. Chim á? Nhanh lắm, không như chim có khả năng hơn chim gì. Ôi. Ở chỗ đằng khu. Ui da. Cẩn thận đấy. Đây là chỗ đâu đây. What? Đấy, tìm đi vào quanh khu đấy nè. Đi anh em tìm đi. Ui, nó lùi đây. Lùi đây. Đâu? Đấy. Ui giời, chỗ này sâu thế. Ui. Trong kia nó có một đường kìa. Ôi giời. Bới kỹ, chui vào bới kỹ nè. Chui vào bới kỹ nè. Thấy con chim gì mà lại đẹp thế nhỉ? Ui có lối kìa, có lối của nó kìa. Đấy, đúng rồi. À, to được rồi. Đâu? Chạy vào đây thôi. Cắm vào đuôi của nó, rất mẹ. Cắm vào. Cắm vào anh ơi. Được chưa? Cắm vào tao anh ơi. Đâu, thế nào? Em nhìn rồi. Đâu có này đẹp lắm. Đâu? Tìm nhá. Tìm mới kỹ. Úi giời, vách trường. Lùi nhảy thế này. Ôi, phát tung cái đám này lên. Có thấy không? Ui, anh ơi. Cái gì đấy? Con rắn. Rắn đâu? Trưng. Ui. Rắn. Cái gì kia? Ui. Rắn trưng. Ui. Ồ gì đấy? Lồng luôn này. Trưng. Gì kia nhỉ? Sao? Cái nào? Ồ gì đấy nhá? Con rắn hổ mang rồi. Ui, con hổ mang rồi. Làm sao đây? Hổ mang rồi. Ôi rồi, nó đang ăn cái gì đây? Ôi trứng không? Có phải ăn trứng không? Ổ trứng ở đây sao? Ui, ổ trứng. Ui, cẩn thận anh ơi. Cẩn thận đấy. Lút anh ơi. Lút được cả trứng này. Trứng chim anh ơi. Ui, có trứng con gì đây? Trứng chim anh ơi. Nông gì? Trứng chim anh ơi. Ui. Rồi ra. Đẹp chưa? Có màu này vừa nãy thấy màu này không? Đúng rồi. Vừa đất cùng cái đuôi ở đằng kia đấy kìa. Thế nào? Này, ui rồi, nó đang ăn trứng này. Có lăng nào vào ăn trứng rồi mọi người. Vừa nuốt xong. Vừa nuốt xong rồi. Ui, nó vào. Vào ăn trứng này. Sao nó nhiều trứng không nè? Bao nhiêu quả nhá? Nhiều trứng không nè? Nhiều anh nhá. 6, 7, 8, 9, 10. Ui, con hổ mang. 9 quả. Để anh em nhặt bẫy ở đây đi. Ăn quả này mất một lấy nào thành 10 quả. Đặt bẫy ở đây. Ui này. Để hổ trứng nguyên. Tí bồ được nó. Nhặt bẫy. Ui, mọi người này. Liệu quả trứng này mình có lấy ra được không nhỉ? Chắc có khi anh nhìn lại nó nuốt vào thì phải lấy được ra chứ đúng không? Anh nhìn lại nó. Nhưng mà lấy làm gì? Có lấy ra. Thôi mình cứ để cho nó nuốt đi. Con rắn này mình bắt luôn. Bắt luôn con này được. Ui. Để xem nào. Xem con rắn này. Anh để xem xuống ăn một con hai ăn mấy con không? Ăn một quả hay ăn mấy quả? Ui giời ơi này. Mới nuốt một quả. Mới nuốt rồi anh ơi. Mới nuốt rồi. Kiểu này là mới nuốt rồi. Đấy. Đấy. Đang trôi đúng không này? Đấy mọi người này. Thấy chưa? Ui con. Đấy. Quả trứng to thế mà. Ồ nhưng mà bây giờ có khả năng là nó sợ là nó nôn ra đấy. Cái giống này nó. Để xem nào nó có nôn không? Nôn ngược anh ạ. Thế là non cái giống này nôn ra để nó chạy. Có thể nó sẽ nôn ra để nó chạy. Để xem nào. Ui em thấy nó đang đẩy ra. Ui nó đúng đẩy ra. Có phải không? Đúng rồi, đang đẩy ra. Ui đẩy ra thật. Các con này nôn ra để chạy rồi. Ui kìa. Ui trời ơi. Lút quá tải rồi anh ơi. Nó đang đẩy. Lút quá tải rồi. Đẩy rồi. Ui. Nó đang đẩy ra rồi. Nó đang đẩy ra mọi người ạ. Lần đầu tiên. Nó đẩy ra chạy đúng không? Đẩy ra để chạy. Thấy cảnh rắn lôn trứng như này nhá. Thế là nó đang ăn trứng anh em mình gặp là nó không nuốt nữa, nó sẽ nôn ra đấy. Nó nôn. Nó nôn đây. Ui. Nó nôn đây. Đang nôn đây. Đang nôn đẩy này. Ấy, nó có ra đâu.
nó nuốt được là nó đẩy ra được đúng không? Đẩy ui cái ra đây này anh ạ. Đâu? Ui cái ra ui quả trứng, đúng quả trứng luôn kìa. Ui giời. Ui giời. Vậy nó nuốt vậy. Ui ui em nhìn rồi. Không có quả trứng. Quả này nó nuốt một phát nó nuốt hết. Nó lồn ra ấy, lồn ra này. Sao anh ơi? Có sao? Đừng có đâu đi. Cái đó cái nó em ơi. Cái đó để xem nó nôn nôn nào. Ấy. Ui giời ơi. Chắc là nuốt được nó phải lôn ra được đúng không? Ui, đẩy một mồm rồi kìa. Đẩy một mồm ấy. Ui nó đẩy ra rồi. Ui giời ơi, nôn ra kìa. Các bạn anh em mình phá bữa nó mà. Phá bữa nó. Anh em mình phá bữa nó. Ui giời. Cô ra. Cái mồm nó to anh ơi. Nó ra trứng này nó chạy đây. Nó ra trứng đây. Nôn này, nó nôn ra rồi. Đấy, nôn ra rồi. Mọi người ạ, cái giống rắn này đấy nó đang ăn mà. Ui ra rồi. Lôn được rồi. Mẹ mà con này siêu nhỉ. Kinh nhỉ. Đấy, đấy, ra trứng nó chạy ngay này. Nó chạy ra ra. Ui, thấy không? Nôn ra nó nôn ra là nó nôn ra để nó chạy mà. Nó nôn ra để nó chạy mà. Đấy. Hình như tổ con này ở ngay đây. Ui giời ơi, cái tổ chim này. Nó làm đẹp tạ. Bắt con này đi. Bắt con này nhá. Đúng con này. Có xem có quả trứng này xong rồi xem nó quả này nó có bị vỡ không? Bắt đi. Ui quả trứng mà. Lấy cái túi. Mạnh lấy cái túi em ấy. Lấy cái túi đi. Cho con rắn vào. Ui giời. Cái cổ đẹp chưa này. Đấy. Ủa, bóng lư này ông ơi. Có vỡ quả trứng không? Ui, một em hổ mang. Thế là nó vào nó ăn ổ trứng này rồi. Cho vào túi à. Vào túi à. Quả này. Quả này không vỡ tí nào. Nuốt trừng luôn nhỉ. Cái giống này nuốt trừng luôn này. Đấy. Đây quả trứng này ra. Để vào đây đi. Xem coi cái ổ trứng này. Vạch cái tổ ra cho nó. Vạch cái tổ. Ui trời ơi. Ui giời ơi. Con này ấp sắp nở mẹ rồi. Đây để đi. Nó đang ấp đúng không? Đây để đi. Ô thế thì không phải nếu mà có phải con đấy không nhỉ? Anh em mình bắt nó chạy vào đây trong này mà. Ui thì có khả năng là nó đẻ ở đây xong nó ra ngoài nó kiếm mồi nó ăn đấy. Ừ. Nhưng mà này. Ui lông nó này. Đấy, lông này. Lông nó tí ấy này. Đúng rồi. Vừa anh rất một cái lông ở bên kia như vậy mà. Chín quá lông đuôi. Ấy quá nhỉ. Đấy mà quả mới một quả kia nó là 10. 10 quả. Đấy, quả. Rửa đi cho quả đấy vào. Quả đấy bây giờ mà rửa đi thì nó biết đây. Nó rửa đi mà nó còn mùi đất được ấy. Em sợ là cái mùi của con nó còn mùi đất, sợ là con hổ mang ấy. Mùi hổ mang. Và cái giống chim giống gà là nó cũng nhạy lắm ấy. Xem này. Bây giờ hay là đây. Trứng to anh ơi. Liệu có phải gà rừng không hay là con chim gì nhỉ? Hai gà rừng nhỉ. Có khi gà rừng. Này trứng nó cũng đẹp này, trứng to nhỉ. Nhưng mà cô trông con này đẹp lắm. To phết. Con gì? Ủa đây nó tí sao nó lại cứ tí cái đấy, cái màu của trứng của nó tí tía cơ nhỉ. Đây này. Cái màu trứng của nó tí tía này, rất là lạ luôn. Đây anh này. Đấy. Quả nào cũng tí tía vậy. Có khi gà rừng. Gà rừng nhưng mà sao đẹp vậy nhỉ? Gà rừng thì làm sao mà lông đuôi nó dài như thế được? Ừ. Ui thải lắm. Mà bây giờ mà nhìn nó lại đỏ đỏ. Bây giờ hay tía là tía đấy, nhiều màu cơ, có cả màu xanh nữa mà. Hay là anh em mình nhìn thấy hiện trường này lại. Để hôm nào điểm nó có nở ra là cả con. Nó có tham, cái giống này nó không tham. Không tham sao được? Nó có nó sẽ quay lại đấy. Nó sẽ quay lại đấy ổ của nó. Bây giờ nếu mà nó chưa đẻ hết nó sẽ quay lại. Ừ. Bây giờ bây giờ mình làm lại cái chỗ này đi. Đây nhìn cuối. Đừng làm nát có nhanh nhanh nó sợ không quay lại đâu. Đúng không? Đừng làm nát quá. Nếu mà nó còn đẻ nữa thì chắc chắn nó sẽ quay lại nhỉ. Nó còn lại này nó không thể ấp như anh nhỉ. Nó ấp mà, giống như nếu mà giống cũng còn non lắm. Nếu là có phải là làm tổ kín này nhỉ. Đúng không? Làm tổ kín. Giống chưa? Giống như vừa lấy chưa? Đấy, được đấy. Được chưa? Được đấy, nghĩ là kín kín vậy là được đấy. Đấy. Úi giời ơi. Thế là đến là con rắn là đang ăn ổ trứng này rồi. Đâu? Cái gì? Chết đâu. Chú xem nó đâu? Chú xem nó đâu? Nhanh. Ui. Đâu rồi? Em nhìn thấy cái đuôi lắm mà. Đâu? Ui, thằng này. Ui, xe nào? Nó lùi. Ui, xe nào? Nó đâu? Ui, đây rồi. Ơ kìa. Đâu? Đâu? Ôi, nó chui mẹ đâu, hẳn trong đây rồi. Nó phi vào kia rồi. Nó phi vào trong kia thì... Đại, chặn đầu đi. Chặn đầu đi. Dịch ơi. Đại, thấy gì không? Thấy chưa? Thấy chưa? Xe nào? Thấy chưa? Đâu? Tóm được chưa? Đây rồi.